Gì đấy? Dạ thương tôi không vậy? Không. Ý là thương tình làng nghĩa xóm á vậy? Thương. Thương nhiều lắm đúng không vậy? Nhiều. Vậy bắt bỏ tù tôi đi vậy? Bà bị điên hả? Nên lùi về sau, như này không KOL được đâu. Không xinh không thon như hình đâu, chỉ được cái là nhiệt tình sống ảo. Cứ lướt TikTok, lướt Insta, Facebook là tay sọt. Thấy lắm có lắm lời vi vòn. Phải lần yêu đôi, cấp số cuộc sống bao sâu bồ. Dần dần em quen với những toxic trên sâu sổ. Và em luôn biết mình phải đứng lên, dẫu có lúc hoài mệt. Dạ. Ai kêu vậy? Không. Ở đây á, mà khách tới á, là sẽ được mời cà phê vậy á. Vậy cũng được quá ha. Dạ. Cho em hỏi anh là anh của Ba Thánh hả? Chị, có chuyện gì không? Anh ruột hả? Anh là em xã hội. Ủa, Ba Thánh có dây tiền của anh không? Bà muốn dây hả? Dạ không. Em hỏi thăm vậy thôi à. Bà có phải là chủ trọ ở đây không? Dạ đúng. Ở đây có thằng nào thấy Ba Bánh không? Không. Ở đây ai cũng hiền hết á, nhất là em. Sao tôi nghe nó nói á, tối nó ngủ rồi có người gõ cửa nó. Dạ. Ngoài em ra có người đó. Bà đúng không? Không phải. Chắc là hiểu lầm rồi. Nhiều khi á là ở đây tụi nhỏ đứa nào mà về trễ á là bắt đầu em lo lắm, cho nên tối nào phải đi gõ cửa phòng. Còn coi nó đứa nào về, đứa nào chưa về em gọi điện. Chứ không phải bà có ý đồ với nó hả? Thì cũng có đó, nhưng mà nó không có chịu. Cái gì? Không có gì hết. Thôi được rồi, vô quầy. Dạ. Anh bây giờ gắt kiếm rồi, kêu hai được rồi, bỏ chữ hổ đi. Dạ. Ngồi đi em. Dạ. Anh hai hôm nay tới kiếm em, có chuyện gì không? Dạo này nhìn chú Ba khác lắm nha. Nghe nói dạo này chú Ba nổi tiếng lắm á. Thì có nổi tiếng hay không thì cũng là em của anh hai mà. Anh em mình á, đã hoàn lương rồi. Dạ. Đừng cứ nhắc tới cái chuyện giang hồ nữa. Anh thấy á, cái con đường đi của em á, hiện tại bây giờ rất ổn. Nhưng mà cái anh thấy chưa đánh thức hết được cái tiềm thức của chú. Anh nghĩ là chú còn làm được nhiều hơn nữa. Vậy anh hai tư vấn cho em đi. Tùy anh tính như vậy nè, chú coi có được không. Em phải... Đó. 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 Vậy đó. Đó. Ok. Ok. Em nói hay anh hai. Em thử liền á. Dạ, em cảm ơn anh nha. Dạ, ok, bây giờ em chạy đi kiếm người em lên kế hoạch. Ok nhá, cảm ơn anh. Trời ơi, đi rình mà ông la ông sầm vậy? Có chuyện gì? Có chuyện tôi mới kêu ông ra đây để rình mà. Thế chuyện gì? Ấy, giờ ông bắt nhốt Ba Bánh đi được không? Tự nhiên sao bắt nó? Thì tại vì nó hẹn hò, nó rù rì to nhỏ với giang hồ. Thì nó gặp ai thì bạn bè nó kệ nó. Tôi hỏi vậy nè, giang hồ gặp giang hồ có chuyện không? Có. Đó, có thì bắt nó đi. Nhưng mà phải có nhân chứng vật chứng thì mới bắt được nó chứ. Trời ơi, chuyện sợ sợ trước mắt nhân chứng vật chứng gì. Vậy có nghe cái câu là giết từ trong trứng không? Tôi biết, nhưng mà tôi là người làm theo phép luật. Bây giờ phải có nhân chứng, vật chứng rành rành ra thì tôi mới bắt được nó chứ. Không bây giờ tự nhiên tôi gọi người xuống, không có nhân chứng, vật chứng thì quê chết. Gì đấy? Vậy thương tôi không vậy? Không. Ý là thương tình làng nghĩa xóm á vậy? Thương. Thương nhiều lắm đúng không vậy? Nhiều. Vậy bắt bỏ tù tôi đi vậy? Bà bị điên à? Hả? Mọi lần là mỗi lần bảo lên phường là dãy đành đạch ra, tự nhiên hôm nay lại đòi bỏ tù.
Không phải, ý tôi là tôi có lý do. Tại vì bây giờ tôi á một mình lẻ bóng đơn côi, phận gái nữa. Mà bây giờ ở đây á, thấy giang hồ nó rình rập xóm mình nhiều quá, lỡ có chuyện gì á tôi làm sao được. Tôi thấy á, là chỉ có ở trong tù được vệ bảo vệ là tôi an tâm. Thì bây giờ chị có muốn vào tù thì chị cũng phải phạm tội thì mới vào được. Ví dụ như là đánh tôi. Cản trở người thi hành công vụ. Đúng, tôi sẽ cho quy vào cái tội bà là chống đối người thi hành công vụ. Bắt tôi đi vậy? Đây là đánh chưa? Đánh rồi. Không phải, mà bây giờ đánh là nó phải có máu mê, rồi là bầm tím, rách da, rách thịt. Thì lúc đấy mới có bằng chứng để bắt chị. Bầm tím, rách da, rách thịt. Đúng. Vậy vậy bắt tôi bỏ tù đi vậy. Dạ, chào cụ. Cụ sống dai như đĩa. Năm trăm anh em nha. Hôm nay á, ba bánh sẽ chỉ cho 500 anh em một cách tiết kiệm tiền cực kỳ ok luôn. Thì bình thường á, tập gym á, mọi người phải mua mấy cái đồ trên mạng đúng không? Không cần thiết các bạn. Ở nhà mấy bạn có ghế không? Đây, bây giờ mấy bạn lấy hai cái ghế nha. Nhà em có ghế đúng không? Rồi, bây giờ muốn tập vai đúng không? Ok, mình sẽ chỉ các bạn cách tập vai. Chống hai tay hai cái ghế á. Rồi, thế tập thôi. Lên, xuống. Ủa? Đứa là ai vậy? Phá nó mộ của anh đó. Trời ơi. Ủa? Mà mấy đứa qua đây làm gì? Dạ, tụi em đi xin chữ ký chụp hình á anh. Xin chữ ký vậy? Anh đâu phải diễn viên hay là ca sĩ đâu mà xin chữ ký. Thôi anh ơi, thôi. Trời, trong trường em ai cũng biết anh hết hả? Anh á, khỏi. Đúng rồi, ba mẹ em á, ba em thích anh lắm. Bây giờ mà em xin chữ ký chụp hình với anh á là đảm bảo là em bất ngờ luôn. Thôi, tự nhiên anh đâu... Thôi anh ngại lắm, anh không ký đâu. Đứa về. Anh kỹ quá à. Gì? Trốn học hả? Tự nhiên trốn học. Trốn học là chuyện bình thường của học sinh mà anh. Hồi đó anh cũng có kể trên clip mà, anh nhớ không? Trời hả, tụi em đi học trễ rồi, còn đi học gì nữa, nghỉ anh ơi, nghỉ. Có câu á là đi học lễ học văn mà đi học trễ là nghỉ học luôn mà anh. Trời ơi, quá đúng rồi, nói gì đi. Thì á, lúc đó anh thấy cái tiết nó hơi chán, thì anh nghỉ một tiết đó thôi, chứ anh đâu phải tiết nào anh cũng nghỉ đâu. Của tụi em còn chán hơn của anh nữa đó. Đúng rồi. Thôi, vậy ok, đây anh ký cho. Đây, chụp hình nữa đúng không? Rồi. Nhưng mà hứa với anh ký xong, anh chụp hình xong đi học. Hứa nha. Dạ hứa. Rồi đây. Ôi, chữ ký. Rồi, chữ ký ai đồ. Ôi đồ cứng ngắt bà. Cứng. Rồi. Rồi, ok, cho bạn đây, cho bạn đây, cho bạn đây. Đây là trẻ học á. Được chưa? Vô đi. Rồi, đi học đi. Thôi, đứng chào bạn cầu mấy đứa ơi. Đúng rồi, chị ơi, đứng chào bạn cầu. Chào bạn cầu. Ủa, ê. Nãy nói là đi học mà. Trời ai đồ nào thì fan đó thôi anh ơi. Hôm qua em thấy anh nói trên livestream là anh cũng thất hứa mà, thất hứa. Đi uống trà mảng cao, đi. Tạm biệt anh nha. Thôi kệ đi mọi người. Hồi nãy là chỉ mọi người tập vai đúng không? Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉ mọi người một cái cách tập tay bằng ghế. Nếu mà mọi người mới tập á thì chỉ cần một cái ghế thôi. Còn nếu mà mạnh như là ba bánh á thì phải xài hai cái ghế nha. Đó, đây là bài tập tay. Ủa Nhiên, chỗ đang livestream cho khán giả tự nhiên cô che con vậy? Cô đâu có che đâu, cô muốn xuất hiện chung với con.
dạo này nổi tiếng thì cô xin miếng hình cô để cái mặt cô vô cho người ta biết nổi tiếng lây. Trời ơi, cô già mà sao cô ham danh vọng vậy? Cái thằng này, thì con quay clip con cũng ham danh vọng vậy? Trời ơi, nói nghe nè, ai vậy? Không đâu biết đâu, tôi vô kêu fan hâm mộ gì á. Fan hâm mộ? Ôi, mặt cô hồn vậy cũng có fan nữa. Trời ơi, bộ vô duyên vậy. Kỳ quá à. Không, giỡn, cái mặt dễ thương. Hậu vậy kêu người ta cố hồn. Mặt dễ thương, dáng vẻ ok nó. Có fan là đúng, giỡn thôi. Nó nghe nè, không phải mà ha, nổi tiếng với cái đám đó đâu không nha. Cô đi chợ hả, là cô thấy hả, bà nào cũng biết cô ngoài chợ á. Trời ơi, hỏi cô, con có người còn biết là con ở homestay của cô. Hỏi cô, có gặp con mỗi ngày không? Vậy hả? Ừ. Rồi, tính ra cô cũng nổi tiếng dữ hả? Trời ơi, nổi dữ lắm nha con. Mà nói nghe nè, nổi tiếng thì nổi tiếng, kiểu gì á thì mình cũng phải suy nghĩ. Tại vì á, cái sự nổi tiếng nó luôn đi đôi với tai tiếng. Cho nên là mình phải cố gắng đừng có để bị tai tiếng nha không? Trời thì cô không biết chứ con cũng tránh xa tai tiếng lắm với bộ. Là ảnh hưởng đến mọi người á. Thì đó, phải nghĩ tới mình rồi nghĩ tới người khác nữa. Cái cuộc sống trên mạng với lại cái cuộc sống ngoài đời nó khác nhau lắm. Phải phân biệt rõ ràng, đừng có để hai cái hòa lẫn nhau. Ở trên mạng là trên mạng, ngoài đời là ngoài đời. Mình có cuộc sống riêng của mình, đừng để những người kia biết hết. Rồi xong cái họ lại tìm tới đây. Rồi không những ảnh hưởng tới con nè, ảnh hưởng tới cô. Rồi ảnh hưởng nguyên cả xóm trọ này nữa. Dạ thì con cũng biết rồi. Ừ, nhớ lời cô dặn nghe chưa. Dạ. Mà nói nghe, rảnh không? Chưa. Thằng này, bữa nào rảnh á, sắp xếp gặp mấy đứa cháu của cô vậy? Biết sao không, nó hâm mộ con. Xong rồi bữa cô hứa, cô nói là hả, ngon học giỏi đi, đứa nào cũng 10 điểm hết đi rồi cô cho gặp con. Cô đâu có dè, tính nó học ngu. Ai dè đứa nào cũng 10 điểm thiệt, cái cô vô thế. Đó, cô thấy chưa? Nhờ con làm tấm gương cho cháu của cô đó. Rồi là tấm gương cho cháu của cô. Nhớ sắp xếp thời gian gặp nó nha mà. Đây 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 đây. Cái gì vậy? Đóng 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 tiền nhà nữa. Tiền nhà cái gì thằng này? Mới đóng đi mà. Mới đóng đi, tưởng kêu đóng tiền nhà đó. Ký giùm cô. Ký gì? Ký cho mấy đứa cháu cô, bây giờ mày chưa đi gặp mặt được thì giờ ký đi. 5 chữ nha. Rồi ok, đang ký. Đây đây đây, ký ký. Bye 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 bye. Đây. 5 đứa lận. Phải ký 5 chữ. Không là nó về nó giành lộn. Đó, rồi. Ký vô cái ô nào cô khoanh nha, về cô xé ra cô chia từng đứa. Rồi, của cô á. Trời ơi, tội nghiệp quá à. Vừa lắm à. Trời, ta nói rồi, để cho hai mời làm cho ông chịu. Giờ mà đặt lập trên bầu. Ôi ôi, ép mồi ép miệng quá à. Anh chị đừng nói vậy coi. Đợt trước á, nhờ anh chị mời ơn. Con sao? Thấy anh tội nghiệp. Rồi tại sao tội nghiệp? Vì con thương ảnh mà. Gì? Không, ý là con nói ảnh đáng thương. Thằng này. Thì ý là cái kênh nó bị vậy thì mỗi đứa tay chân giúp tụi nó đi con. Để không lẽ nó vậy cũng tội nghiệp nó mà. Đây 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 đây, nó đây nè. Ủa mấy đứa. Ok, cô Duyên ơi. Kênh con bị lóc. Biết rồi. Sao? Mà hôm sớm này không ai giúp con. Con hỏi mọi người chưa, biết mọi người không giúp. Con hỏi rồi. Bây giờ con bị hoạn nạn như vậy nè, con mới biết á, ai là thù, ai là bạn. Cái gì vậy cái thằng này? Cô Duyên giúp con ơi cô Duyên. Không. Không, ý cô nói là làm sao không giúp được, đúng không mấy đứa? Đúng rồi. Trời ơi, làm sao mà em không giúp anh được? Tại vì em thương anh mà. Hả? Không, tại vì anh đáng thương mà.
Đây là hợp đồng 2M. Bên em á đã lên kế hoạch với lại kịch bản tranh cụ thể rồi. Trời ơi, nhanh vậy. Hai cái này giỏi quá ta. Chứ sao, kiểu gì mà kênh anh không bị lóc. Vô gì vậy? Vô viên nữa rồi đó. Ok. Tôi sẽ diễn. Nhưng mà anh bỏ phim điện ảnh truyền hình đi. Trời ơi. Thôi được rồi. Bây giờ ai cũng hứa với bà Bánh một tay một chân rồi đúng không? Bà Bánh, có dạ. Lời nào nói với mọi người đi con. Dạ thì nhân cái dịp này bà Bánh xin lỗi mọi người. Tại ba Bánh không chịu nghe lời mọi người khuyên, xong rồi đi làm content tầm bậy tầm bạ, làm ảnh hưởng tới bản thân mình, ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong xóm này. Mong là mọi người nhận lời xin lỗi của ba Bánh. Dạ. Mọi người nhận lời xin lỗi và ở đây ai cũng phải hứa là sẽ giúp ba Bánh nghe chưa. Dạ. Bây giờ còn một tin quan trọng nữa cô muốn thông báo với đứa. Cái gì vậy cô? Đóng tiền nhà.